Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phần 2 của bài nhận định và phân tích thời sự của nhà báo Phạm Trần do Nam Anh thực hiện. Nam Anh xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục chương trình. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phần 2 và phần kết của bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Ông Trọng gặp khó khăn đi Mỹ do nhà báo Phạm Trần biên soạn. trở ngại Việt Mỹ. Về những khó khăn chưa vượt qua giữa Mỹ và Việt Nam, trong dự kiến ông Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ để đáp lại Tổng thống Donald Trump, theo quan điểm của giới chuyên gia gồm có các vấn đề như sau. Thứ nhất, Tổng thống Trump đang gặp khó khăn trong nội bộ, tòa bệnh ốc cũng như trong đảng Cộng Hòa. Việc ông Trump sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton vào hôm 10 tháng 9 năm 2019 được coi như sự thiếu thống nhất cao độ về chính sách ngoại giao giữa Tổng thống với các cố vấn cao cấp và quan trọng nhất. Ông Bolton ngược lại, tuyên bố chính ông là người tự chức. Sự mâu thuẫn này phản ảnh chính sách đối ngoại của Mỹ. Sau hơn 2 năm cầm quyền, chính quyền Trump đã thất bại đối với Bắc Triều Tiên, Ba Tư là Iran, Syria, Afghanistan, lực lượng Taliban Venezuela, Cuba và Nga. Thêm vào đó là cuộc chiến thương mại chưa có dấu hiệu kết thúc giữa Mỹ và Trung Quốc đang đe dọa xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế ở Mỹ và toàn cầu do cuộc chiến này gây ra. Dân tiêu thụ Mỹ đã bắt đầu nếm mùi phải trả thêm tiền cho những món hàng Trung Quốc bán vào Mỹ vì việc tăng thuế nhập cản của ông Trump. Thứ hai, ngoài ra trong nội bộ đảng Cộng Hòa, một sự rạn nứt đã bắt đầu với ít nhất là ba đảng viên Cộng hòa tuyên bố xảy ra tranh cử chống ông Trump năm 2020. Đó là các cựu thống đốc South Carolina Mark Sanford, cựu thống đốc Massachusetts Bill Walsh và nguyên biểu Joe Walsh của tiểu bang Illinois. Ông Donald Trump cũng chỉ được 39% dân Mỹ tín nhiệm ông làm tốt chức vụ tổng thống theo cuộc thăm dò dư luận của CNN, SSRS phổ biến ngày 10 tháng 9 năm 2019. Cuộc thăm dò này cũng cho thấy 6 trong số 10 người Mỹ không muốn ông Trump tái tranh cử. Với những vấn đề đang đe dọa vị trí cầm quyền và tái đắc cử nhiệm kỳ 2 của ông, việc tiếp ông Nguyễn Phú Trọng không phải là nhu cầu chính trị cần thiết của ông Trump vào lúc này. Thứ ba, riêng đối với Việt Nam, theo các chuyên gia, chính quyền Trung chưa chuẩn bị xong những chi tiết cần thiết để nâng cấp ngoại giao từ hợp tác toàn diện lên hợp tác chiến lược với Việt Nam. Mặc dù đã có vài cuộc thảo luận ở Hoa Thịnh Đốn về viễn ảnh này trong thời gian qua, trong số những trục trặc theo bách khoa toàn thư mở, thì đối với Mỹ, đối tác chiến lược phải bao gồm hợp tác chặt chẽ về quân sự, an ninh, Điều này nếu diễn dịch ra từ phía Việt Nam, thì Mỹ đòi Việt Nam phải có những cam kết hợp tác quốc phòng và quân sự chặt chẽ và lâu dài giữa hai nước. Bởi vì, theo định nghĩa của Bách Khoa Toàn Thư Mở, thì đối tác chiến lược là mối quan hệ mang tính chất toàn cục, thèn chốt và có giá trị lâu dài với thời gian. Mối quan hệ gắn liền với nhiều lĩnh vực phát triển cùng có lợi với nhau. Quan hệ cùng thắng có thể có cả lĩnh vực an ninh quân sự. Nhưng liệu nếu đi Mỹ, ông Nguyễn Phú Trọng có dám ký kết những điều Mỹ đòi hỏi hay không? Hay là yêu cầu mua vũ khí của Mỹ mà Tổng thống Donald Trump đã giao hàng công khai tại Hà Nội? Cũng cần hỏi ông Trọng, có sợ Phật lòng Nga là nước đã và đang cung cấp 90% vũ khí và đạn dược cho Việt Nam? Nga, Việt còn có cả nhà máy sản xuất vũ khí chung dùng cho khí hậu nhiệt đới. Hơn nữa, khi Việt Nam theo đuổi chính sách quốc phòng 3.0 gồm không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia, thì liệu Việt Nam có hy vọng gì được Mỹ bảo vệ trong trường hợp bị Trung Quốc? tấn công quân sự ở Biển Đông không? Thứ tư, ông Trọng cũng sẽ gặp khó khăn. Nếu không thỏa mãn đòi hỏi của Mỹ, thì liệu có được Hoa Thịnh Đốn công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường để được hưởng các đặc ân thuế thấp cho các hàng xuất cảng sang Mỹ hay không? Cho đến nay, Cộng sản Việt Nam đã ký hợp tác chiến lược toàn diện với Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Bách khoa toàn thư mở định nghĩa đối tác chiến lược toàn diện hay còn gọi là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện tức là hai hay nhiều bên xác định gắn bó lợi ích lâu dài hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà các bên cùng có lợi đồng thời hai bên còn xây dựng sự tin cậy lẫn nhau ở cấp chiến lược về hợp tác chiến lược việt nam cộng sản đã ký với nhật bản Đại Hàn, Dân quốc Tây Ban Nha, Liên Hiệp Anh và Bắc Á Nhi Lan, Liên bang Đức, Ý, Nam Dương, Thái Lan, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Pháp, Phi Lục Tân và Úc. Với những vấn đề điêu trên, dự kiến chuyến đi Hoa Kỳ trong năm 2019 của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng không sáng sủa chút nào nếu không có những thỏa hiệp giữa Hà Nội, Bắc Kinh về vụ tư chính và vấn đề hợp tác chiến lược Việt Mỹ trong ngày sắp tới. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam, ông Trọng gặp khó khăn đi Mỹ do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh cảm ơn sự theo dõi của quý vị và không quên cảm ơn nhà báo Phạm Trần. Kính thưa quý vị, bản tin hoa tịnh đốn tối nay đến đây là chấm dứt mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập sbtndc xin email về washington DC at sbtn tv nam anh kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình nam anh kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới Kính thưa quý vị, bản tin hoạt thành đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về Washington DC at sbtn.tv. Vết Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.